Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón tròn cho bé với cái phần họa tiết trang trí hình heo ở đây. Ở hai bên nón thì có làm thêm cái phần trùm tai để che tay của bé, có trang trí thêm hai sợi dây xinh xắn như thế này. Cụ mình gồm có len cô cotton. Kim móc mình dùng kim móc 3.0. Kéo cắt len kim khâu lên. Và hai hạt nút màu đen để làm mắt của heo. Bây giờ mình sẽ dùng màu hồng để móc cái phần thân nón. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn. Sau đó móc và kéo lên qua vòng tròn. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Và móc vào vòng tròn 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 Và 6 Sau khi móc được 6 mũi móc đơn ở đây, các bạn cầm cái sợi len ngắn guốc lại để vòng tròn nhỏ lại Sau đó móc vào cái chân móc kế bên này, móc vào chân móc này một mũi dời Tiếp tục móc lên một mũi móc xích sau đó móc vào chân móc đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân. Chân kế bên cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Tương tự chân bên cạnh cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Ở ba chân móc cuối cùng các bạn cũng móc tương tự cho mình, mỗi chân móc các bạn móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Móc lần lượt cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng, các bạn móc vào chân móc đầu tiên bên này một mũi dời. Thì ở vòng này mình đã tạo được 12 chân móc. Các bạn tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Chân kế bên cũng móc hai mũi kép đơn vào chân móc này. Móc vào hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Tiếp tục chân bên cạnh cũng móc cho mình hai mũi kép đơn vào chân móc này. Các chân móc còn lại các bạn cũng làm tương tự cho mình. Mỗi chân móc các bạn móc cho mình hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc, móc cho đến cuối hàng. Thì sau khi móc đến cuối hàng, các bạn móc vào cái chân móc bên này cho mình một mũi dời. Móc vào đây một mũi dời. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. chân móc kế bên là cái chân móc nằm ở giữa của hai cái mũi móc chậm ở dưới này là cái chân này các bạn móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng một chân móc như vậy là mình đã tạo được cụm chân móc ba mũi móc thế này các bạn tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi kép đơn chân móc bên cạnh là cái chân nằm ở giữa của hai cái mũi chậm phía dưới là cái chân này móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc mình được thêm một cụm chân móc thứ hai như thế này ở các chân móc còn lại các bạn cũng móc cho mình các cái cụm chân móc như vậy móc cho đến cuối hàng các bạn cũng móc cho mình chân kế bên là một mũi kép đơn và chân bên cạnh là cái chân nằm ở giữa của chân mũi chậm phía dưới là cái chân này móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc các bạn cứ móc tương tự như vậy cho mình, móc cho đến cuối hàng. Thì sau khi móc đến cuối hàng các cái cụm chân móc như thế này, các bạn móc vào chân móc bên này cho mình một mũi dời. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. chân móc kế bên là cái chân nằm giữa chân mũi chậm ở phía dưới này là cái chân móc này các bạn móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng một chân móc như vậy là mình được cộng chân móc gồm 4 mũi móc như thế này tiếp tục hai chân móc kế bên các bạn móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn tương tự chân bên cạnh cũng là cái chân nằm ở giữa của chân mũi chậm phía trên cũng móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc mình được một cái cụm chân móc như thế này các bạn móc tương tự cái cụm chân móc này cho mình móc cho đến cuối hàng cũng móc cho mình hai chân móc kế bên mỗi chân móc là một mũi kép đơn chân bên cạnh là cái chân nằm ở giữa của mũi chậm này các bạn cũng móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc các bạn làm tương tự như vậy cho đến cuối hàng làm tương tự với các hàng móc tiếp theo ở cái hàng thứ nhất đây là cái chân mũi chậm hai mũi đây ở đây xen kẽ một mũi kép đơn và hai mũi kép đơn cùng chân ở hàng tiếp theo là hai mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân thì các cái hàng móc tiếp theo các bạn cũng tăng dần cho mình ba mũi kép đơn sau đó bốn mũi kép đơn xen kẽ là hai mũi kép đơn cùng một chân móc các bạn cũng tăng mũi ở cái chân này cho mình ở hàng phía dưới một mũi xen kẽ hàng tiếp theo hai mũi xen kẽ thì các cái hàng tiếp theo các bạn cứ tăng dần cho mình cho đến khi cái vòng tròn cái vòng nón này vừa với cái vòng đầu của bé thì các bạn ngưng thì ở cái hàng này mình tiếp tục móc vào hai chân móc kế bên mỗi chân móc là một mũi kép đơn và cái chân bên cạnh là cái chân nằm ở giữa mũi chậm ở phía này móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc tương tự đến cuối hàng thì ở đây mình đã móc lên được các hàng móc thêm mũi như thế này ở hai hàng móc trong cùng này các bạn tính là một hàng thì ở đây mình đã móc lên được 6 hàng móc thì đối với cái nón này mình móc cho bé tầm 2 đến 3 tháng cho nên ở cái mũi móc cuối cùng ở cái mũi móc cuối cùng ở phía này mình sẽ không thêm mũi nữa ở đây mình sẽ không thêm mũi nữa mà mình sẽ móc mũi dời vào cái chân móc kế bên này sau đó móc lên hai mũi móc xích tức là hàng thứ sáu này mình chỉ tăng lên 11 mũi móc còn ở các cái hàng phía trên mình móc là mình tăng lên 12 mũi móc ở mỗi hàng móc đối với những bé lớn hơn thì cái chân móc cuối cùng các bạn thêm mũi cho mình và cũng tăng mũi ở hàng thứ bảy cũng tăng tương tự như các cái hàng móc ở phía trên nhưng mà tăng cái số mũi ít hơn đến khi cái vòng tròn của nón nó vừa với cái vòng đầu của bé thì các bạn ngưng. ở hàng móc tiếp theo này mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn và tiến hành không thêm mũi ở các cái mũi móc đó nữa. đây, ở cái chân mũi chậm của hàng phía trên các bạn móc cho mình một mũi kép đơn vào cái chân này và cái chân kế bên móc một mũi kép đơn thì ở cái chân móc phía này mình sẽ không thêm mũi nữa mà móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn như thế này các bạn móc tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng Thì sau khi móc đến cuối hàng các bạn móc vào chân móc này cho mình một mũi dời. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Thì ở đây cái độ rộng của nón đã vừa với vòng đầu của bé. Ở các hàng móc tiếp theo các bạn cũng móc tương tự cho mình giống như cái hàng móc này. Cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn. các bạn móc cho đến khi chiều cao của nó vừa đến cái phần mang tay của bé thì các bạn ngưng cũng móc cho mình các cái hàng móc giống như cái hàng móc ở phía trên này móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở đây mình đã móc lên được 6 hàng móc không thêm mũi như thế này thì cái chiều cao của nón đã vừa đến cái phần mang tay của bé thì các bạn ngưng và không thêm các cái hàng móc tiếp theo nữa mà móc vào cái chân móc kế bên này cho mình móc vào đây cho mình một mũi dời bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần trùm tay ở phía bên này các bạn móc lên hai mũi móc xích bỏ qua cái chân móc đầu tiên móc vào cái chân kế bên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn Chân kế bên cũng một mũi kép đơn. Các chân móc còn lại cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho đến khi cái hàng móc của chúng ta được 14 mũi móc. Ở đây mình đã lên được 14 mũi móc như thế này Tùy vào cái độ tuổi của bé, các bạn có thể thêm cho mình ở hàng móc này 16 hoặc 18 mũi móc để vừa đổ che cái phần tay của bé Sau đó móc lên hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại các bạn bỏ qua chân móc thứ nhất của cái hàng phía trên, móc vào cái chân móc thứ hai một mũi kép đơn. Chân móc thứ ba, 4, năm, sáu của cái hàng ở phía trên cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn. ở cái chân móc thứ 7 8 của cái hàng ở phía trên, các bạn móc cho mình hai chân móc này chụm lại thành một chân. Tiếp tục các cái chân móc còn lại các bạn cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Ở hai chân móc cuối cùng các bạn chụm lại cho mình hai chân móc này chụm lại thành một chân. Như vậy là mình đã được một hàng móc giảm mũi như thế này. Các bạn giảm cho mình 3 mũi ở đầu cuối và phần chính giữa của hàng móc. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại cũng bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn vào chân móc này chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn tiếp tục ở cái chân mũi chậm phía dưới này là cái chân móc này hai chân móc kế bên này chân móc này và chân móc bên cạnh các bạn chụm cho mình hai chân móc này các bạn chụm lại thành một chân tiếp tục móc vào các cái chân móc còn lại mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và ở hai chân móc cuối cùng Hai chân móc này các bạn chụm lại cho mình, hai chân móc này chụm lại thành một chân. Như vậy là mình đã được thêm một hàng móc giảm 3 mũi ở đây. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Cũng bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn chân móc kế bên là cái chân mũi chậm và cái chân kế bên mũi chậm này các bạn cũng chậm lại cho mình hai chân móc này thành một chân tiếp tục chân kế bên là một mũi kép đơn và hai chân móc cuối cùng các bạn chụm lại cho mình hai chân móc này thành một chân tiếp tục móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại cũng bỏ qua cái chân móc đầu tiên thì cái chân thứ hai và cái chân kế bên này là cái chân móc ở phía trên của cái mũi chậm phía dưới. Các bạn chụm lại cho mình hai chân móc này chụm lại thành một chân. Tiếp tục hai chân móc cuối cùng cũng chậm lại cho mình thành một chân. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Như vậy là mình đã hoàn thành một phần che tay ở đây. Thì mình có giảm mũi ở chính giữa của các cái hang móc ở phía trên này để cho cái phần che tay nó được cúp lại và bo ôm cái phần tay của bé. Tiếp tục các bạn cũng móc cho mình tương tự ở phía bên này. Lưu ý là ở cái phần che tay này các bạn đặt chết qua một bên cho mình. Đặt lịch qua một bên như thế này. Sau đó các bạn canh cho mình các cái mũi móc ở cái phần che tay đối diện Các bạn đếm cho mình ở cái mặt bên này bao nhiêu mũi móc Thì các bạn sẽ móc cho mình tương ứng với bao nhiêu mũi móc ở phía bên này Thì ở mặt trước của phần che tay bên này mình có 6 mũi móc Các bạn đo tương ứng qua đây cho mình 1, 2, 3, 4, 5 và 6 bây giờ mình sẽ bắt đầu móc cái phần che tay ở cái chân móc này ở cái đầu dây này các bạn tạo cho mình một nút sau đó móc và kéo cái nút này qua cái chân móc mình vừa đánh dấu tiếp tục móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn các cái mũi móc tiếp theo các bạn cũng móc cho mình tương tự giống như cái phần che tay ở phía bên này cũng móc cho mình cái hàng móc đầu tiên là 14 mũi kép đơn thì sau khi móc lên các cái hàng móc như thế này ở cái hàng móc cuối cùng mình gây nên được hai chân móc thì móc tiếp cho mình lên một mũi móc xích sau đó kéo và cắt lên Thì mình đã lên được một cái form nón như thế này. Thì các bạn lưu ý cho mình ở hai cái khoảng trống này. Đây là mặt trước của nón. Thì cái khoảng trống ở mặt trước luôn luôn phải rộng hơn cái khoảng trống ở mặt sau. Thì khi móc cúp cái phần che tay lại nó sẽ không có che đi hết cái gương mặt của bé. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền nón. Thì mình sẽ bắt đầu mũi móc ở mặt sau của nón. Các bạn chọn một cái chân móc bất kỳ ở mặt sau. Sau đó đâm kim qua cái chân móc. Móc và kéo len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào chân kế bên một mũi nửa kép. chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép chân bên cạnh cũng một mũi nửa kép các cái chân móc kế tiếp cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi nửa kép Sau khi móc các cái mũi nửa kép đến cuối hàng thì ở cái chân mũi dời của thân nón, các bạn cũng móc vào cái chân mũi dời này cho mình một mũi nửa kép. Tiếp tục móc vào cái chân móc của cái hàng móc này, móc vào cái chân móc này hai mũi móc đơn. Tương tự móc vào chân móc của cái hàng phía trên này, móc vào đây hai mũi móc đơn. Chân kế tiếp của hàng móc kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn. Tương tự chân móc kế bên cũng móc hai mũi móc đơn. Ở hai chân móc của cái hàng cuối cùng này, các bạn móc vào chân móc đầu tiên hai mũi móc đơn. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái chân kế bên hai mũi móc đơn. Thì ở khoảng trống của cái mũi móc xích này mình sẽ luồn sợi dây qua đây. Tiếp tục các bạn móc vào cái chân kế bên, cái chân này móc vào đây hai mũi móc đơn. Chân kế bên của hàng phía dưới cũng móc hai mũi móc đơn. Tương tự chân móc kế bên cũng móc hai mũi móc đơn. Chân kế tiếp của hàng móc phía dưới cũng móc hai mũi móc đơn. Ở cái chân móc của cái thân nón ở đây, các bạn móc vào cái chân móc này cho mình một mũi nửa kép. Móc vào đây một mũi nửa kép. Chân móc kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Các chân móc còn lại các bạn cũng móc tương tự cho mình. Mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi nửa kép. Móc tương tự cho mình cho đến cái mũi móc ở phía bên này. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Thì sau khi móc đến cuối hàng, ở cái chân móc cuối cùng này là cái chân này các bạn cũng móc vào cái chân này cho mình một mũi nửa kép vào cái chân móc này. Tiếp tục cái chân móc của hàng phía trên này móc cho mình vào đây hai mũi móc đơn. Tương tự với các cái chân móc ở phía trên này. Các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc của cái hàng phía trên hai mũi móc đơn. Chân trên này cũng hai mũi móc đơn. Chân móc phía trên này cũng hai mũi móc đơn. Ở hai chân móc của hàng cuối cùng, móc vào chân móc đầu tiên hai mũi móc đơn. Sau đó móc lên một mũi móc xích và móc vào chân kế bên hai mũi móc đơn. Tiếp tục móc vào chân móc của cái hàng phía dưới, móc vào đây hai mũi móc đơn. Chân móc kế tiếp hai mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc hai mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn. Ở cái chân móc của cái thân nón này các bạn cũng móc cho mình vào đây một mũi nửa kép các cái chân móc còn lại các bạn cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi nửa kép sau khi móc đến cuối hàng các bạn móc vào cái chân móc bên cạnh này móc vào đây cho mình một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích kéo vào các len tiến hành giấu cái sợi len thừa này vào trong cái mũi móc thì ở đây mình đã hoàn thành được cái thân nón như thế này đây là mặt trước của nón ở cái chân móc xích phía dưới này các bạn luôn cho mình các cái sợi dây sau đó thắt bính lại Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần tai và phần mũi của heo. Thì ở đây mình đã móc lên được một cái mũi của heo như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ cho các bạn cách móc cái mũi này. Móc lên cho mình 7 mũi móc xích, sau đó lên 3 mũi móc xích và móc vào cái chân móc kế bên mỗi chân móc là một mũi kép đơn, móc cho đến hết vòng. Ở cái mũi móc này các bạn móc cho mình 7 chân móc. 7 mũi móc vào đây. Ở bên này cũng móc cho mình 7 mũi móc. Sau đó ở cái hàng ngoài cùng các bạn móc cho mình các cái mũi nửa kép cho đến cuối hàng ở cái mũi chậm 7 mũi cái chân móc phía dưới này, chậm lại 7 mũi này. Thì ở cái chân móc phía trên các bạn móc cho mình mỗi chân móc là hai mũi nửa kép như thế này. Ở cái mũi chậm 7 mũi phía bên này các bạn cũng làm tương tự như vậy, mỗi chân móc móc cho mình hai mũi nửa kép. Sau đó kết mũi ở đây giấu phần len thừa này vào trong cái mũi móc, dùng keo nến dán cái phần mũi này vào trong chiếc nón. ở cái phần tay của heo thì các bạn móc cho mình một nửa vòng tròn. ở cái chân móc này thì móc cho mình 8 mũi kép đơn vào chân móc này. ở hai hàng móc tiếp theo các bạn cũng móc cho mình tương tự giống như cái phần nón ở đây, cũng thêm mũi tương tự như vậy. cái hàng ngoài cùng này mình sẽ móc các cái mũi nửa kép ở đây là cái mũi cuối cùng các bạn viền lại cho mình ở cái phần này viền lại sau đó cắt một đoạn dây dài để chúng ta dùng kim khâu cái phần tay này vào trong cái nón hai cái mũi màu hồng này các bạn móc giống như cái vòng đầu tiên mình gây nên cái nón nhưng mà các bạn móc cho mình vào cái vòng tròn 8 mũi móc đơn sau đó giấu cái phần len thừa này vào phía sau và dùng keo nến dán lại thì ở đây mình đã may được cái phần tay vào trong cái thân nón các bạn may cho mình cái phần tay ở cái hàng thứ ba cho đến cái hàng thứ sáu của thân nón cái sợi dây này các bạn luồn vào cái chân móc xích của cái à, phần trùm tay ở đây các bạn luồn qua sau đó thắt bính lại cho mình ở cái phần mũi heo thì dùng keo nến dán lại cho mình như vậy là mình đã hoàn thành được cái mẫu nón heo xinh xắn như thế này chúc các bạn thành công